tại sao anh em cứ hỏi vào con Mazda CX-5 ấy, lại làm cái bộ PPF nhiều nhất, dán bộ PPF bảo vệ nội thất nhiều nhất? Bởi vì là cái dòng Mazda này, từ Mazda 3, CX-5, CX-8 ấy, thì các cái chi tiết trong nội thất trong xe, ví dụ như màn hình này, cần số, khu vực cần số này, bốn tay lên xuống kính này, cái chi tiết của dòng Mazda họ làm cực kỳ bóng và cực kỳ dễ xước nhé. Ví dụ như đây, một cái tay cửa này thì dán rồi, thì bây giờ anh em cứ thoải mái, anh em lên xuống rồi anh em có quẹt nhẹ này cũng yên tâm luôn. Nhưng mà anh em nào đã sử dụng xe Mazda rồi anh em biết, mà không dán bộ PPF ấy, chỉ sau một thời gian thôi nó có các vết xước này cào hết trên bề mặt này, nhìn nó rất là mất thẩm mỹ, không được đẹp và nó không được mới nữa. Thì nó đấy là nhà có trẻ con thì nó còn xước nhiều hơn nhá. Đấy, thì tại sao lại phải dán bộ PPF để bảo vệ cái nội thất? Thì khi mà anh em dán lên thì nó đã có một cái lớp PPF trên bề mặt rồi. Đấy, thì anh em cứ cào rất thoải mái, anh em lên tay xuống cửa để gõ này, anh em cũng yên tâm không bao giờ lo cái việc bị xước vào trực tiếp một cái mặt đấy nữa. Đấy là lý do tại sao mà anh em chạy Mazda CX-5 hoặc các cái dòng Mazda thì anh em dán cái bộ PPF bảo vệ nội thất là nhiều nhất anh em nhé.